chào mọi người. Xin chào các chị, buổi tối như thế nào ạ? Thì hồi chiều có rất là nhiều chị inbox cho em là hỏi là chương trình ngày mai của mình bắt đầu là sẽ tặng cái gì. Thì đợi mấy chị vô đông một chút em sẽ gợi ý luôn, bắt đầu ngày mai chương trình quà tặng của chúng ta cho ngày 8 tháng 3 là gì luôn nhá. Lâu quá không thấy chị like. Ôi chị vẫn like thường xuyên đấy chứ. Chúc Suka ngày 8 tháng 3 vui vẻ nha. Hải Âu mai có tặng gì? À, đợi vô đông một chút xíu rồi xong em sẽ đưa cái hàng quà tặng lên cho mấy chị xem luôn nha. Ngày mai tặng hàng này đẹp lắm, ok lắm. Thì chương trình sẽ diễn ra vào ngày 10, ngày 8, ngày 9, ngày 10 là 3 ngày. Thì mấy chị đặt hàng sẽ được tặng một cái bộ phấn nước mà trị giá rất là cao tiền. Đây là hàng loại 1, gọi là công ty. Cái hộp phấn nước này nó có khả năng là trang điểm nhẹ, makeup nhẹ làm cho cái làm cho mình trang điểm trông rất là tự nhiên. Cái thứ hai là cái hộp phấn nước này nó rất là nhiều dung tích của nó. Bên trong là gồm một cái hộp như thế này ha. Phấn nước của nó bên trong là như thế này. Và nó còn chứa thêm một cái lõi nữa. Cái lõi này là lõi về phấn. Thì khi mình sử dụng xong cái này rồi mình bỏ cái lõi vô thì mình sẽ sử dụng rất là lâu, tầm từ 4 đến 6 tháng nếu như mấy chị xài nhiều ha. Nhưng mà cái chương trình nó sẽ như sau. Khi mà mấy chị mua hóa đơn tầm 2 triệu, đúng 2 triệu sản phẩm bất kỳ của bên công ty em thì sẽ được tặng cho một cái bộ sản phẩm là kem nền, kem nước nền của hãng Nicara. Nó tên là Nicara và nó có độ SPS là 50 nha mấy chị, chống nắng cực cao, bôi lên nó cực mịn và che khuyết điểm rất là tốt. Cái thứ hai là nó giữ được cái độ ẩm của chúng ta trong từ 3 tiếng, 2 đến 3 tiếng và giữ được cái màu tươi sáng trong vòng từ 5 tới 7 tiếng và giữ phấn cho mình nguyên suốt cả ngày ha. Thì đối với cái phấn này ngoài ra nó còn chứa vitamin, nó giúp cho cái da mình nó che phủ rất là tốt, nó giúp cho trắng da nữa ha. Không những là che nắng, giúp trắng da mà chỉ cần đánh một cái lớp mỏng thôi thì da mình đẹp. Chị có đặt một hộp dưỡng thể. Thì bây giờ em sẽ đánh sơ cho mấy chị xem cái hộp phấn này nó như thế nào nha. Để mai mấy chị biết, mấy chị canh cái thời điểm mấy chị mua. Mấy chị có thể đặt hàng mua cho dịp 8 tháng 3 luôn rồi nha. Đó, em vừa đánh lên một chút xíu trên da mặt để che cái khuyết điểm. Mấy chị chỉ đánh cần lớp một chút xíu thôi, lấy một chút xíu và đánh tán đều ra như thế này, giảm nhẹ thì nó đã che được cái khuyết điểm của mấy chị rồi nếu có, và giữ màu rất là lâu và chống nước, giữ độ ẩm rất là cao ha. Dạ đúng rồi, phấn cao cấp của Thái Lan, đây gọi là BB cream, nhưng mà đây là phấn nước cho nên là chị em nào có nhiều nếp nhăn ở dưới khóe mắt á, mà khi đánh lên nó sẽ không có bị cộm, nó sẽ không có thấy nếp nhăn nhiều vì nó che phủ hết, tại đây phấn nước. Khi nào mà da mình có nếp nhăn thì mình nên dùng cái phấn nước như thế này, và phấn nước này rất là tốt, tương đương với những cái hàng bên Mỹ. Khi mấy chị mua hóa đơn 2 triệu sẽ được tặng một cái bộ phấn nước gồm một hộp, một ống và một lõi như thế này nha. Dạ đúng rồi, mấy chị có thể đặt hàng từ bây giờ luôn cũng được ạ.
Bên à, nhưng mà bên em sẽ lưu lại cho đơn hàng ngày mai luôn chứ. Nhưng mà event của em là sẽ diễn ra chính xác là 3 ngày, ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 3 năm 2018 mấy chị nhé. Bây giờ mấy chị có thể để lại số điện thoại rồi bên em sáng mai thì sẽ có người gọi điện thoại cho mấy chị để trực tiếp giao hàng cho mấy chị luôn vào ngày mai ha. Chị nào để lại số điện thoại đặt hàng càng sớm á thì mai nhân viên của em sẽ gọi điện thoại cho chị đó sớm nhất ha. Tại vì số lượng em nhập và tặng cho mấy chị cũng có hạn, tại vì đây là hàng cao cấp á, nó mất tiền. Nên là mấy chị nhanh tay đặt sớm nha. Chị Âu ơi, uống cà phê idol với đào coffee tác dụng có giống nhau không chị? Thật ra thì trên cơ thể mỗi người á, khi mà nó tác dụng vô trong cơ thể của mình thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là hồi trước chị uống đào coffee chị không cảm thấy mệt, nhưng chị uống cái idol coffee chị thấy hơi mệt chút xíu. Nhưng có người lại rất là hợp với cái idol coffee, họ uống vô họ không có cảm giác là mệt. Đó là tùy thuộc vào cái cơ địa nữa em nha. Lõi đó làm sao chị? Cái lõi này khi mà mình sử dụng hết rồi ha, mình lấy nó ra bình thường thôi, rồi mình mở cái lõi này ra, mình bỏ nó vô nè, lấy ra đơn giản thôi, rồi bỏ vô cái hộp này, xài rất là đơn giản. Mọi người cầm trên tay là mọi người tự thấy rất là dễ sử dụng, dễ gắn cái lõi vô và đánh lên rất là đẹp. Và cái phần quà của ngày 8 tháng 3 đó là một cái hộp phấn BB cream tên là Nicara. Đây là cái hãng cao cấp của Thái Lan ha, có độ che phủ khuyết điểm rất là cao, nhưng mà tuy nhiên rằng mình không có cần dùng một cái lượng dày, mình dùng một cái lượng mỏng thôi thì nó đã che đều hết tất cả những cái khuyết điểm rồi. Thứ hai là nó chứa một cái lượng vitamin rất là cao, nó giúp cho da mình không những là để make up mà nó còn giúp dưỡng trắng, còn chứa SPF 50. Nói chung là cái này còn chống hút mồ hôi và chống thấm nước rất là cao, giữ được độ ẩm từ 3 đến 5 tiếng ha. Bởi vì nó lọc cái phấn nước cho nên là chị nào có nhiều nếp nhăn sử dụng cái phấn nước này lên đó thì nó sẽ che khuyết điểm, nó che luôn cả những nếp nhăn nha. Dạ, cái hộp phấn này thì em không bán, khi mà mấy chị mua cái hóa đơn bất kỳ bên công ty em 2 triệu với tất cả những cái sản phẩm bên công ty em sẽ được tặng một cái hộp phấn này, và hộp phấn này không dưới 20 đô nha. Nó nguyên một bộ, có cái lõi nữa, mình sẽ sử dụng hết cái này chắc mấy chị phải sử dụng chắc nửa năm mới hết đó. Và đây là loại tốt nhất, hàng loại một đàng hoàng nha. À rồi chị Yến, em thấy số điện thoại rồi. Chị Phương Trần, em thấy số điện thoại của chị rồi. Mấy chị đặt mua đúng 2 triệu để được nhận một cái bộ hộp phấn nước này nhé, hàng cao cấp. À, mua đúng hóa đơn 2 triệu nha chị, thầm thầm lặng. Thì sáng mai nhân viên của em sẽ đi làm và bắt đầu chép cái thông tin mấy chị và gọi điện thoại cho mấy chị. Thì bây giờ mấy chị đã có thể để lại số điện thoại để đặt mua hàng được rồi ạ. À, chị nào để lại sớm thì sáng mai nhân viên em điện thoại sớm và tư vấn cho mấy chị. Sản phẩm bên em gồm giảm cân ha, đào coffee, bột trái cây giảm cân, viên uống giảm cân, bộ đôi nở ngực, viên uống nở ngực, rồi kem trắng da body full skin trị giá 500 ngàn, rồi Eldad, những cái ống Eldad, một ống Eldad trị giá 90 ngàn, ống đầy, đây là ống em đang sử dụng rồi, để em lấy ống đầy cho mọi người xem. Lolidop này thì giá là 1 triệu 500 ngàn và nó điều trị trắng da, nó làm cho trắng da, điều trị thâm nám, tan nhăn, đồi mồi và chống nếp nhăn trên da mặt của mình, thì giá là 1 triệu 500. Đây cũng là một cái gợi ý để mấy chị sử dụng. Còn cái bộ đôi nở ngực á, thì trị giá 980 ngàn, gồm kem thoa và viên uống ha, gồm kem thoa và viên uống sử dụng trong 1 tháng thì to lên được từ 2 đến 5 cm và pre-ship cho mọi người. Còn cái hộp kem body hồi nãy Hải Âu nói là 500 ngàn nha mọi người. Chương trình khuyến mãi là mua hóa đơn đúng 2 triệu á thì sẽ được tặng một cái bộ hộp phấn Nicara SPF 50 của Thái Lan ha. Cái dòng sản phẩm này có độ che phủ khuyết điểm rất là cao, sử dụng trong vòng khoảng 6 tháng nó mới hết. Và nó giúp chống nắng, làm trắng da, tăng cường độ ẩm và nó không có bị trôi màu trong suốt cả ngày mình đi ra ngoài đường nha.
giữ độ ẩm rất là cao. Đây là bộ sản phẩm cao cấp nhất và cầm lên rất là sang trọng. Nó có thêm một cái lõi để mà mình thay thế. Thì vì như vậy nên là cái lượng gram nó rất là cao, rất là nhiều. Mọi người có thể để số điện thoại bây giờ, thì ngày mai bên em sẽ check cái inbox và gọi điện thoại cho mọi người sớm nhất để cho mọi người nhận được hàng và tặng nhé. Bên em còn có cái hộp mặt nạ vitamin C giá là 900 ngàn một hộp, gộp 10 miếng. Mua lẻ, miếng lẻ thì 100 ngàn một miếng. Rồi cái bột ngâm Formina, bột ngâm thảo dược Formina dành cho bộ phận phụ khoa, giúp ngăn ngừa và điều trị những cái bệnh về viêm nhiễm phụ khoa, nấm mốc, ngứa ha. Là cái này. Đào coffee uống giảm cân, sản phẩm cao cấp. Đấy. Rồi viên uống collagen. Viên uống collagen thì giúp cho da chúng ta căng lên và tràn đầy sức sống, chống lại những cái dấu hiệu của lão hóa cực kỳ cao. Perfect Body Essence, bột trái cây giảm cân, hàng cao cấp của Thái Lan, 900 ngàn một hộp mọi người nhé. Em giới thiệu sơ qua những cái sản phẩm của bên em cho mọi người biết, để mọi người lựa chọn cái sản phẩm mình mua đủ 2 triệu thì mọi người sẽ được tặng một cái hộp bộ sản phẩm này trị giá hơn 400 ngàn nha. Thái Âu ơi, chị lấy giá sĩ có quà tặng không? Dạ giá sĩ thì không có quà tặng gì ạ. Cái tone này tone trên da của mình là 21 nha chị, N21. Và cái này đúng màu da của châu Á mình sử dụng luôn á. Em lấy một màu chung luôn. Và chương trình khuyến mãi của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 3. Nhưng mà nếu mà hết cái bộ sản phẩm này sớm á, thì em sẽ phải ngưng lại cái chương trình khuyến mãi. Vì vậy nên là nếu thay vì ngày 9, ngày 10 mình mua thì ngày mai mấy chị tập trung mua cái này luôn đi. Mua để mà được tặng cái bộ này luôn. Bộ đôi nở ngực chỉ cần dùng một bộ đôi hay đủ, phải dùng thêm gì nữa? Một bộ đôi trung bình to lên được từ 2 đến 5 cm, cái người khó nhất cũng lên được 1 cm. Em nói là khó nhất á. Vì vậy cho nên là chị muốn to lên bao nhiêu cm chị dùng bấy nhiêu bộ đôi nở ngực thôi. Khuyến mãi quà tặng bao giờ thì kết thúc vậy? Dạ ngày 10 mới kết thúc, nhưng mà nó có thể kết thúc sớm. Nếu như mà cái sản phẩm Nicara này nó hết sớm á, thì em sẽ phải thông báo sớm cho mọi người. Nhưng mà bây giờ thì mới bắt đầu thôi. Bột trái cây uống mấy hộp mới giảm bạn ơi? Bột trái cây thì nếu bạn giảm bụng á, thì mình sẽ dùng trong 2 hộp như thế này. Còn nếu như mà muốn giảm còn muốn giảm nguyên cả một tháng khoảng 5 tới 7 kg á, thì mình dùng khoảng từ 2 hộp rưỡi tới 3 hộp nha. Đối với những người cơ mỡ bình thường dùng một ngày một gói bên trong thôi. Còn đối với những người cơ mỡ mà nó cứng và lâu năm thì mình sử dụng 2 gói và tối đa là 4 gói một ngày. Tuy nhiên rằng thường người ta sử dụng 1 đến 2 gói thôi, người ta không sử dụng nhiều lắm. Nhưng mà tối đa là được 4 gói trong một ngày, giá là 900 ngàn một hộp. Collagen bao nhiêu tiền hả ông? Dạ collagen là 1 triệu một hộp như thế này. Nó có 42 viên bên trong nha chị. Mỗi ngày chúng ta uống khoảng 2-3 viên là da đẹp lắm. Dạ Nga Trương em thấy chị ạ. Xin chào chị, em nói lại quà tặng. Dạ quà tặng sẽ là bộ phấn nước Nicara SPF 50 của Thái Lan ha. Nó sẽ có một hộp và trong thì nó có một cái hộp rất là đẹp, rồi thêm một cái lõi đây cho mấy chị. Khi mà đánh trên da mặt thì nó có độ che phủ khuyết điểm khá là cao, nhưng không cần phải đánh nhiều. Vì vậy nên nên là nhìn da mặt mình khá là tự nhiên. Thứ hai là nó có một cái lượng hàm lượng vitamin, không những là che khuyết điểm, làm đẹp mà nó còn giúp cho mình trắng sáng lên nữa, nuôi dưỡng da, chứa độ ẩm và
nó giữ được cái độ ẩm trên da của mình từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ tầm cỡ đó, và giữ màu không trôi nguyên suốt cả ngày nha mấy chị. Bật tông thì trong vòng từ 5 tới 7 tiếng đồng hồ lận nha. Còn trong cái phấn này nó cũng chứa SPF 50, là cái loại chống nắng rất là cao, cho nên là khi đi ra ngoài đường á, chúng ta sẽ cảm thấy rất là không có lo sợ bởi vì ánh nắng mặt trời nó chiếu vô ha. Một bộ của nó còn có cái lõi, kèm thêm lõi nữa, thì sử dụng trong vòng 6 tháng mới hết, tầm cỡ đó nếu như ngày nào mấy chị cũng trang điểm nha. Và sau khi dùng cái này thì em nghĩ không cần phấn nền hay là gì hết, dùng cái này thôi, một cái lớp mỏng thôi là da đủ đẹp và tự nhiên rồi, không cần bôi bôi nhiều trên da của mình. Chị ơi, viên uống nở ngực lọ giá bao nhiêu? Viên uống nở ngực lọ to giá là 1 triệu. Để heo coi lại cái giá chút xíu nha. Viên uống nở ngực là 1.200.000, nó gồm là 100 à, nó gồm 100 viên bên trong đây nha. Giá là 1.200.000. Nếu chị mua trên 4 triệu có được tặng 2 bộ không? Dạ đúng rồi, cứ 2 triệu là một bộ. Chị mua 4 triệu là được 2 bộ. Dạ chào chị Trịnh Thu Hà. À, viên uống collagen giá là 1 triệu nha chị Thu. Giá là 1 triệu, nó gồm một hộp như vậy và nó có 42 viên bên trong. Chị nhé. Nó giúp cho da của chúng ta không có bị lão hóa. Em mà không có nói chắc em bị lão hóa nặng lắm luôn á. Chị ơi, eo rát dùng sao vậy chị? Cho chị 2 hộp trắng da. Chị Long Anh ơi, cho em số điện thoại đi, bên em sáng mai sẽ có người gọi điện thoại cho mấy chị nha. À, chị ơi, eo rát dùng sao vậy chị? Cái eo rát đó thì mình chỉ cần việc là tối, buổi tối rửa mặt sạch trước khi đi ngủ, xong mình lấy cái serum eo rát này mình bôi trên da mặt của mình. Đặc biệt là những chỗ thâm nám và không đều màu thì nó sẽ khắc phục cho chúng ta. Lấy ra tay xong mình thoa lên ha. Và mình lấy cái tay mình ấp đều như vậy. Hải Âu sẽ làm nửa cái gương mặt để cho mọi người thấy cái cách đánh của lôi đát nha. Thật ra đánh như thế nào cũng được, miễn sao nó nằm trên hết da mặt của mình là được rồi. Miễn sao cái tinh chất nó dưỡng ẩm trên cái da mặt của mình được rồi. Mọi người sẽ làm hết cái gương mặt như vậy để cho cái da của mình nó được thẩm thấu tốt nha. Hải Âu thích sản phẩm này lắm, tại vì nó giúp da Hải Âu á thẩm thấu tốt và giúp da nó sáng lên cho dù có chuyện gì. Lâu lâu Hải Âu cũng ra nắng nên cũng bị sạm mà. Dùng sản phẩm này nó giúp cho sáng lên, giữ mỗi ngày. Đó, thì bôi như vậy rồi mỗi buổi sáng á, sau khi mình ngủ dậy mình sẽ rửa mặt thiệt là sạch, lấy đi những cái bụi bẩn, những cái bã nhờn tiết trong vòng 8 đến 9 tiếng đồng hồ, rồi mình bôi thêm một lần lôi đát nữa là đảm bảo da mình rất là đẹp ha. Bôi ít nhất một lần một ngày và mọi người có thể bôi tối đa 3-4 lần nha. Cho chị 2 hộp trắng da. Chị Anh ơi, cho em số điện thoại đi ạ. Đợt này khuyến mãi gì đấy em ngóng mãi. Dạ, bên em sẽ tặng cho mấy chị một cái bộ kem nền che khuyết điểm, mà cái kem này là kem phấn nước đó, thì chỉ cần một thôi sản phẩm thôi thì mấy chị có thể che phủ toàn bộ cái khuyết điểm trên da mặt và vừa make up mà dự dưỡng cho da nữa. Trong cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ có một cái ống lớn và một cái lõi, thì mình sẽ sử dụng 2 cái này tại vì nó to lắm và nhiều lắm, cho nên mình sẽ sử dụng chắc là cũng phải nửa năm mới hết. Nhưng mà đây là hàng dòng hàng cao cấp và cầm lên thì rất là sang trọng. Ngoài ra thì cái đối với cái kem phấn nước Nicara của Thái Lan cao cấp này á, thì nó còn có một cái yếu tố rất là hay là nó chứa vitamin bên trong đây. Nó giúp da mình không những mát khít mà nó giúp da mình sáng lên từ từ nhờ cái hàm lượng vitamin nó có trong cái kem phấn nước này, và nó có chất chống nắng SPF 50.
Hơn nữa nó sẽ hỗ trợ trong cái việc là không có thấm nước vô da một cách dễ dàng, giúp duy trì độ ẩm trên da rất là lâu và không có bị bung màu nha. Thì mọi người sẽ mua cái hóa đơn tầm 2 triệu với bất kỳ sản phẩm bên công ty Hải Âu, nhưng hóa đơn là 2 triệu sẽ được tặng một cái bộ Nicara SPF 50 này nha mọi người. Và cái màu này là màu chúng ta sử dụng, cái màu N21 này, cái màu chúng ta hay sử dụng á. Nên là đánh vô màu da của người châu Á mình rất là phù hợp. Mấy chị chỉ việc để lại số điện thoại thôi, sáng mai nhân viên của em sẽ gọi điện thoại lại, nhờ tư vấn lại cho mấy chị cái chương trình và những cái hàng mà mấy chị có thể mua. Hàng bất kỳ 2 triệu nha mấy chị, và sẽ diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 3 của mình sẽ hết nha. Dạ, bây giờ mấy chị đặt thì em sẽ lưu lại cái thông tin cho mấy chị, để ngày mai bắt đầu nhân viên của em sẽ gọi điện thoại mấy chị giao hàng thì cũng vậy nha. Mấy chị càng để lại số điện thoại càng sớm thì sáng mai nhân viên của em gọi cho mấy chị sớm. Và hóa đơn sẽ được tính theo sáng mai để mấy chị được tặng cái hàng quà tặng này. Yên tâm nhé. Âu xinh đẹp thấy chị không? Dạ thấy chị Nga Trương, em có thấy ạ. Chị Thúy Lê em thấy ạ. Chị Thúy Hà, mua bất kỳ sản phẩm miễn là hóa đơn của mình 2 triệu sẽ được tặng. Tại lý do tại sao mua 2 triệu, bởi vì cái hộp phấn này, cái bộ này nó gần 400 ngàn, nó mắc lắm ạ. Em bị thâm do mụn để lại, dùng sản phẩm gì để giảm bớt thâm? Thâm do mụn để lại dùng cái này nè em, lôi đá trong 2 tuần và cũng không có ra ánh nắng trong thời điểm bị thâm do mụn để lại nha, thì nó sẽ đỡ. Chị Nga Trương em thấy chị ạ. Ngừng dùng nở ngực có bị trở lại như trước không? Hầu như cái cúp ngực của Hải Âu vẫn là cúp đi hoặc là đi đi, hầu như là nó chưa có bị tuột size, mặc dù là 1 năm rồi Hải Âu không có sử dụng cái bộ nở ngực nữa, tại vì mình đã đạt được kết quả tốt rồi và to như ý rồi, mình không muốn dùng nữa, to quá nó cũng không có được đẹp. Mà từ đó tới giờ Hải Âu vẫn mặc một cái loại áo ngực là cúp đi hoặc đi đi thôi, không có xuống size. Không biết mấy chị kia có xuống size không, nhưng Hải Âu thì không có xuống size. Bên em có sữa dưỡng thể không? Bên em thì không có cái sữa dưỡng thể, nhưng mà bên em có cái loại kem dưỡng thể, nhưng mà nó cũng lỏng lỏng thôi, nó không có đặc lắm đâu, nó vừa phải trên da của mình, nó có độ ẩm trong đấy rất là cao không mấy chị, nó không có đặc đâu, nó vừa phải, nó giữa pha giữa dừa kem đặc và cái kem lỏng á, để cho phù hợp với làn da của mình, vừa làm trắng da mà dưỡng ẩm. Giá là 500 ngàn, hộp này là 200 gram và sử dụng được trong vòng khoảng 2 tháng nha. Chị Tâm Võ, chị muốn xuống 5 kg, uống mấy hộp bạn ơi? Chị uống khoảng, chị đang hỏi về cái bột trái cây đúng không, phải không chị Nguyệt Lê? Chị tầm 2 đến 3 hộp thôi, 2 hộp rưỡi tới 3 hộp thì chị đã xuống 5 kg rồi. Nhưng mà trong cái quá trình giảm cân, mình nên kết hợp với cái chế độ ăn uống, không cần kiêng khem, nhưng đừng ăn tinh bột và đừng ăn những cái chất ngọt hay là những chất béo. Có nghĩa là mình vẫn ăn uống đầy đủ bình thường và ăn nhiều càng tốt, nhưng mà ăn một cách khoa học thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc xuống cân của mình rất là tốt ha. Và thời điểm đó thì uống trái cây này rất là tốt, nó còn cung cấp vitamin C cho cơ thể của mình nữa, giúp cơ thể của mình kháng lại nhiều cái bệnh mà nó kéo tới, đặc biệt là những cái lúc mà đổi mùa hay bị bệnh thì mình dùng cái sản phẩm này rất là tốt. Đây là bột trái cây Perfect Body Essence của Thái Lan, 900 ngàn một hộp, bên trong có tới 15 gói, rất là nhiều. Và cái gói của nó như thế này. Mua bất kỳ sản phẩm chị miễn là hóa đơn 2 triệu nha chị Thu Hà và chị Nga Trương. Anthelwin Sekit bao nhiêu một hộp? Anthelwin Sekit giá là 1.100.000 một hộp. Và mấy chị đối với sản phẩm này thì mình sử dụng đúng một hộp thôi, 1.100.000 nha.
hai bộ đôi nữa Ngân có được tặng quà không? Chưa đủ 2 triệu, chị chỉ mua, có thể mua thêm khoảng chị mua thêm khoảng 2 miếng mặt nạ nữa chị. 2 đến 3 miếng mặt nạ, một miếng mặt nạ là 100 ngàn nếu mua lẻ. Chị mua thêm 2 đến 3 miếng mặt nạ để dành xài nữa, một tuần xài 1 đến 2 miếng là da mình đẹp lắm. Thì nó sẽ đủ hóa đơn của mình là 2 triệu trở lên nha chị. 1 triệu 900 cũng không được, đúng 2 triệu nha chị, tại vì đó là quy định của công ty. Chị đặt hàng từ hôm nay có quà không? Dạ được chị. Em sẽ, tại vì ngày mai thì bắt đầu tụi em mới chốt đơn hàng và giao, nên là em sẽ tính ngày mai cho chị. Bây giờ chị việc để lại số điện thoại cho chị nghe chưa? Cho em xin lại số điện thoại của chị và đơn hàng. Ngày mai bên em sẽ có người gọi điện thoại cho chị xác nhận lại đơn hàng và tính vào ngày 8 tháng 3 cho chị. Nha chị. Bạn ơi, cái sản phẩm viên uống trắng da của mình nó là dạng thực phẩm chức năng, nó tên là Anthrowin, nó giúp cho da bạn nó trắng lên, bật tông lên mà từ phía bên trong đưa ra bên ngoài, giá là 1 triệu và có 40 viên bên trong đây nha bạn. Nhưng mà nó không phải là thuốc, nó là thực phẩm chức năng nha bạn Vivi. Sử dụng lôi đát đến khi nào hay là phải dùng hoài vậy ông? Nếu như chị có điều kiện, chị có thể sử dụng lôi đát như một cái sản phẩm hàng ngày để cho da mình mãi mãi đẹp và được bảo vệ tốt. Còn chị nào mà cần điều trị thôi thì sử dụng trong cái quá trình điều trị thôi. Còn lôi đát là một cái dòng sản phẩm rất là lành tính, mình sử dụng hoài rất là an toàn cho cái sức khỏe làn da của mình. Khuyến mãi sẽ diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10. Nhưng mà nếu bạn đặt tối nay, để lại số điện thoại và cái đơn hàng thì mình sẽ tính qua ngày mai hết cho bạn nha bạn Hồng Vân. Sáng mai sẽ có bên tư vấn viên của mình gọi điện thoại cho bạn, chốt đơn hàng và giao hàng cho bạn kèm thêm hàng quà tặng. Miễn là hóa đơn của mình 2 triệu nha bạn Hồng Vân. Chị Tịnh Tâm, em thấy số điện thoại của chị rồi, bên em sẽ gọi điện thoại lại cho chị nhanh nhất và yên tâm nhé, sẽ giao luôn hàng quà tặng cho chị nếu hóa đơn đủ 2 triệu. Em thấy số 829 tôi của chị rồi, em cảm ơn chị. Chị hôm nay mua hàng có tặng quà gì không? Thật ra thì ngày mai mới bắt đầu, nhưng mà nếu bạn đặt từ ngày hôm nay để lại số điện thoại bây giờ á và cái đơn hàng đúng 2 triệu á, thì sáng mai nhân viên của mình sẽ check cái đơn hàng, gọi điện thoại cho bạn và giao hàng thêm quà tặng cho bạn, miễn là cái đơn hàng đúng 2 triệu nhé. Hàng quà tặng của mình là sẽ là một cái bộ phấn nước như thế này. Nó tên là Nicara BB Cream. Nó giúp cho che khủ cái lớp nền của chúng ta rất là tốt. Một cái yếu tố nữa là nó làm cho trắng da nhờ lượng vitamin nó chứa trong cái phần kem nền này nè, kem phủ. Những cái nếp nhăn khi mà dùng kem nước này nè, nó sẽ che hết những cái nếp nhăn, nên là mình không có lo gì hết. Rồi nó có chất chống nắng SPF 50 rất là cao, giữ được độ ẩm rất là cao và không tụt tông màu trong suốt cả ngày. Đó là những cái ưu điểm của cái sản phẩm BB Cream Nicara này, SPF 50 của Thái Lan ha. Và với hai cái lõi này để thay thế thì mình sẽ sử dụng nó trong vòng khoảng, theo đoán chắc trong vòng khoảng từ 6 tháng nó mới hết được. Và khi mà mấy chị đánh cái này, mấy chị sẽ thấy là chỉ còn một lớp mỏng thôi, không cần lớp dài 2 3 lớp gì đâu, cho nên là nhìn da sẽ rất là tự nhiên. Dạ giờ nhận đơn luôn á chị, bà Gia Bảo Nguyễn nha. Giờ em nhận đơn, sáng mai nhân viên của em sẽ chốt đơn lại thì sẽ tính cho chị vào sáng mai, tại bây giờ cũng còn mấy tiếng nữa. Chỉ việc để lại số điện thoại thôi, sáng mai tụi em sẽ chốt đơn cho mấy chị liền nha. Mấy chị cứ để lại đơn hàng và số điện thoại đi ạ. Sáng mai tụi em sẽ chốt đơn hết và giao hàng cho mấy chị kèm thêm hàng quà tặng. Mặt nạ trắng da bao nhiêu tiền hả Âu? Cái mặt nạ này thì nó giúp cho săn da, trắng da và chống lão hóa, cung cấp độ ẩm và collagen rất là cao. Thì nó là 900 ngàn gồm 10 gói bên trong.
10 gói bên trong. Nhưng mà nếu mà chị mua lẻ từng gói như vậy thì 100 ngàn một gói. Đó, thì chị nào mà mua cái hóa đơn nó chưa đủ 2 triệu thì có thể mua thêm một vài miếng cộng dồn vô để cho nó đủ nha. Dạ chị Nga Trương, bây giờ chị cứ đặt hàng đi ạ. Ngày mai em chốt đơn hàng và chị sẽ nhận được hàng quà tặng luôn ạ. Miễn hóa đơn 2 triệu là được rồi. Chỉ việc để lại số điện thoại và đơn hàng, bây giờ ngày mai bên em mới chốt đơn mà. Nên là sẽ tính theo ngày mai cho mấy chị hết, yên tâm nha. Chị Hương Nguyễn, em thấy số 472 đuôi của chị rồi, em cảm ơn chị. Bộ đôi 900 bao nhiêu một viên lọ? Bộ đôi 900 à, chị đang nói à, tới bộ đôi nở ngực không? Bộ đôi nở ngực thì cái hộp của nó 980 ngàn. Bộ đôi đó 980 ngàn gồm viên uống và kem thoa nở ngực nha. Và cái lọ của nó là 30 viên chị nha, 30 viên. Lọ nhỏ của nó là 30 viên đi chung với cái kem bôi này nha. Dạ, rồi chị Gia Bảo, chị chỉ việc để lại số điện thoại và đơn hàng thôi. Bên em sẽ lên đơn cho chị từ giờ tới ngày mai. Vẫn được nhận hàng quà tặng trong ngày mai nha mấy chị. Tại vì mai bắt đầu bên em mới đóng gói giao hàng, là tính trong ngày mai hết cho mấy chị. Chỉ việc để lại số điện thoại và đơn hàng thôi ạ. 2 triệu một suất quà phải không ạ? Dạ đúng rồi, phần quà của mình sẽ là cái này nè chị. Cho nên là phải đơn hàng 2 triệu mới được. Cái này đánh trên da của mình đẹp lắm luôn á. Nó che khuyết điểm và nó che một cách rất là mỏng manh, mềm mịn, rất là tốt. Đây ạ. Chị ơi, cà phê đào uống 2 hộp mà giảm được 5 kg. Em 63 kg, giờ còn 58, mừng quá. Vậy là em hợp với cà phê đào rồi đó. Nhưng mà mình giảm được rồi thì mình cũng một tuần mình chạy bộ chút xíu để cho nó săn cái cơ để cơ thể của mình nữa nha. Với lại đừng có nghĩ là đào nó giúp mình giảm cân cái mình ăn nhiều quá cũng không được. Mình ăn vừa phải và thích hợp với cơ thể của mình thôi thì mình mới giữ được cái vóc dáng của mình đẹp nha. Hải Âu ơi, chị lấy 5 hộp bột trái cây giảm cân giá bao nhiêu vậy? Bên nhân viên của em sẽ báo cho chị cái giá sỉ nha. Chị Mai Nguyễn, em thấy số 843 đuôi của chị rồi. Tại vì giá sỉ trong của 20 mấy loại em không thể nào nhớ hết được. Nhân viên của em sẽ báo giá cho chị nha. Tại vì giá sỉ 5 hộp, 10 hộp, mấy chục hộp nó lại khác nhau nữa. Cho nên em không có nhớ. Bên em sẽ gửi báo giá cho chị sớm nhất. Tuy nhiên mấy chị mua sỉ thì sẽ không có được tặng quà. Cái này chỉ dành cho những chị em nào mua lẻ thôi nha. Cái hàng quà tặng này nè. Tại mua sỉ đã được giá sỉ rồi, bên em lời không có lời bao nhiêu cả. Chị ơi, chị đã lại 2 ngày rồi mà không ai gọi. Thế nếu chưa ai gọi đó chị Hương Nguyễn, bây giờ chị làm cái đơn hàng mới hôm nay đi chị, để ngày mai mình được tặng luôn cái bộ sản phẩm mới. Có thể đó là một cái sơ suất bên công ty em, cũng đông khách hàng quá mà nhân viên em chắc không hết nổi á, cũng có thể lâu lâu bị sơ suất như vậy thì em xin lỗi chị. Nhưng mà sẵn tiện đó thì chị đặt lại đơn hàng mới, tại chưa ai gọi hết mà. Thì tối nay chị đặt lại đơn hàng mới để được tặng cái bộ này đi chị nha. Hôm bữa mình đâu có được tặng gì đâu. Cho em một hộp với một hộp thuốc nở ngực. Vân Trần ơi, để lại số điện thoại cho mình nha. Mọi người đặt hàng bằng cách là cho Hải Âu số điện thoại và cái đơn hàng nha. Ví dụ như là bộ đôi nở ngực, rồi số điện thoại 07777 mấy. Thì tại vì nếu mà nhân viên của Hải Âu coi ở trên rồi ở dưới 2-3 tin nhắn thì nhiều khi bị lộn á. Nên là cái cú pháp đặt hàng của mình sẽ như vậy nha. Chị Gia Bảo Nguyễn, một hộp kem body và Lolidas, dạ đủ 2 triệu nha chị. Gia Bảo, từ giờ tới ngày mai bên em sẽ lên đơn hàng và kèm hàng quà tặng cho chị. Em thấy số 778 đưa của chị rồi. Mấy chị cứ đặt hàng từ bây giờ đi, em sẽ tính đơn ngày mai hết cho mấy chị nha. Tại em biết bây giờ toàn là đặt đơn cho ngày mai thôi à. Nên yên tâm hoàn toàn. Mình đặt càng sớm thì sáng mai em chốt đơn, em gửi hàng cho mấy chị càng sớm ha. Cho em một hộp serum. Em lấy hộp serum Lolidas đúng không? Chị thì nó 1.500.000 rồi, em lấy gì thêm 500.000 để mà mình được hàng quà tặng gần 400.000 luôn nha. Hiếp, em cho chị số điện thoại nha. Dạ, chị Diệu Hòa em đây à. Từ hôm nay áp dụng khuyến mãi chưa? Thật ra thì sáng mai mới bắt đầu áp dụng khuyến mãi, nhưng mà tối nay mấy chị có thể để lại số điện thoại và đơn hàng. Sáng mai bên em sẽ chốt đơn hàng cho chị
và ngày mai giao hàng kèm hàng quà tặng cho chị, sẽ tính qua ngày mai hết cho mấy chị. Nhưng mà bây giờ mấy chị có thể đặt hàng tối nay được rồi, tại vì nhân viên em chắc ngày mai mới chốt đơn hàng được cho mấy chị nha, sẽ tính qua ngày mai hết. Chị Bin Bin, em thấy số 625 đưa của chị rồi, cảm ơn chị. Chị Âu, sao da mặt em nó cứ đỏ đỏ và sạm màu thì dùng cái gì hả chị? Lý do tại sao nó bị đỏ và sạm màu, ra nắng nhiều đúng không, phải hồng hồng tâm hay là do xô sinh? Em cho chị biết nguyên nhân nha, tại vì biết nguyên nhân mình sẽ kiếm cái cách điều trị nó dễ hơn. Cho chị hai hộp trắng da. À, chị Tuyền Nguyễn, em thấy số 7, số 8 rồi, em sẽ giao cho chị hai hộp trắng da đủ 2 triệu, được tặng hàng quà tặng ngày mai, cảm ơn chị. Bên em có chai rượu phụ khoa không? Dạ có, chai rượu phụ khoa là 290 ngàn Lida. Đây là cái chai nước rửa phụ khoa Lida 290 ngàn. Và cái này thì nó khá là to, nó sử dụng được trong rất là nhiều tháng, giá nó cao nhưng mà nó còn chứa vitamin C và B5 giúp cho cái bộ phận ở dưới của mình nó trắng sáng, với lại nó rất là to, sử dụng được phải vài tháng nha mấy chị. 290 ngàn một hộp rửa phụ khoa Lida. Chị Úc Như Diễm, em thấy số 408 của chị rồi, chị Trần Mỹ Hạnh 502. À, mấy chị vừa cho em số điện thoại và cho em nếu chưa biết mua gì thì sáng mai nhân viên của em sẽ tư vấn. Còn nếu mà mấy chị mà có đơn hàng rồi thì viết luôn cái đơn hàng giúp em để cho nhân viên em chuyển hàng cho nhanh, mấy chị không bị lộn nhé. Cho chị hai hộp đôi đáp một viên uống sẽ khách nhé. Dạ chị Nga Trương, em thấy số 659 đưa của chị rồi, ngày mai bên em sẽ giao cho chị hai hộp lôi đáp và một viên uống xe khích kèm theo hàng quà tặng cho chị, cảm ơn chị. 3 triệu 4 triệu, vậy là chị được hai hộp quà tặng, cảm ơn chị Nga Trương nha. Ngày mai bên em sẽ chốt đơn hàng cho mấy chị hết, yên tâm. Chương trình khuyến mãi của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10, nhưng mà nếu như mà hết cái hàng này sớm thì em cũng sẽ thông báo cho mấy chị nha. Nên là mình đặt sớm. Em da đen bẩm sinh, dùng gì thì trắng? Em đang nói về body hay là mặt chị Nguyễn Thúy? Hồi xưa da chị là da nâu và chị đã có một cái cuộc cải cách da rất là nhiều. Chị vừa dùng bên trong và vừa sử dụng bên ngoài nữa. Bên trong thì chị uống cái viên thực phẩm chức năng này nè. Mình có điều kiện, nếu bạn có điều kiện và có tiền đó, thì mình sẽ mua cái thực phẩm chức năng Anthelwyn, mình uống vô nó sẽ làm đẹp đẹp da từ phía bên trong, loại bỏ tất cả những cái lão hóa nè, cung cấp vitamin C, B5, vitamin E, collagen giúp trẻ hóa và trắng da. Ngoài ra nó còn làm cho da mình nó thanh tẩy những cái độc tố trong da của mình ha, những cái thâm nám tan nhang đồi mồi nó sẽ không có xuất hiện hoặc là nó sẽ hạn chế tối đa. Đây gọi là thực phẩm chức năng, một hộp là 1 triệu và gồm 40 viên. Còn bên ngoài á, là thật ra Hải Âu chỉ có tắm trắng á, sau khi tẩy tế bào chết 1 tuần 1 lần. Cái tắm trắng này thì da bình thường 2 lần được, nhưng mà da mỏng 1 lần thôi. Cái chai tắm trắng full skin này, Hải Âu lấy ra luôn cho mọi người xem. Cái này Hải Âu di chuyển nhiều nơi, tại có đem về dưới Đà Lạt để tắm á, cho nên là Hải Âu tắm mất hết 1 khúc rồi. Thì mỗi lần mọi người lấy ra 1 khúc thì tắm được khoảng 3 đến 4 lần với cái chai này. Chai này nó đầy lắm nha, chai này là chai Hải Âu đã sử dụng rồi ở nhà. Chai này thì giá là 500 ngàn. Đó, cứ 1 tuần mình tắm 1 đến 2 lần như thế thì da nó sẽ sáng tông lên và khử những cái melanin trên da. Sau khi mà khử melanin trên da xong thì mình sẽ lấy cái kem này cũng 500 ngàn, cũng là kem full skin, nó là một bộ á. Nhưng mà mọi người mua lẻ được. Kem full skin này 500 ngàn mình sử dụng hàng ngày được, có chất chống nắng SPF 40 và nó giúp trắng da mịn da trong đây. Thì mình giữ như vậy thôi. Rồi ngoài ra Hải Âu cũng kỵ ánh nắng mặt trời, rồi ăn nhiều trái cây. Đó. Chỉ vậy thôi đó. Có nước hoa vùng kính không Âu ơi, bao nhiêu tiền? Nước hoa vùng kính giá là, để em lấy ra cho mấy chị coi. Nước hoa vùng kính thì em thường để trên cái bàn trang điểm á. Cái chai này thì em xài gần hết rồi. Ở nhà thì mình đó, cái chai này thì em xài gần hết rồi, em còn có một chút à, đổ vô quần lót của mình nó sẽ rất là thơm, bôi lên trên chỗ đó của mình cũng rất là thơm, giữ được trong 12 tiếng đồng hồ. Thật ra cái mùi khi mà mình đi vận động á, thì bắt buộc phải có cái mùi rồi, phụ nữ rất là dễ bị mùi, cho nên là để mà khử những cái mùi đó thì mình cần cái chai nước hoa và làm cho mình quyến rũ hơn nha. Mọi người đặt
chị cho em một bộ. Ngọc Dung ơi, Hải Âu thấy số 640 rồi, bạn đặt một bộ gì bạn ơi, bạn viết rõ giúp Hải Âu nhé. Còn không ngày mai thì bạn nói rõ giúp nhân viên Hải Âu, bên nhân viên Hải Âu sẽ gọi điện thoại chốt đơn hàng cho bạn nhé. Em cần tư vấn nửa ngực. Hoa Vũ ơi, ngày mai bên mình sẽ có người gọi điện thoại cho bạn tư vấn nửa ngực. Cảm ơn bạn nha, mình thấy số 875 rồi. Một nửa ngực trắng da, một Anthowin. Tùy Nguyễn, mình thấy số 7, số 8 được của bạn rồi, mình sẽ giao cho bạn. Mình cảm ơn bạn. Lôi đá có bôi lên trên môi được không? Dạ được, hoàn toàn được nha. Để nói là sản phẩm lành tính rồi, rất là lành tính. Đang mang thai và cho con bú vẫn sử dụng rất là an toàn. Lôi đá có trị sẹo không? Nếu mà sẹo thì chị phải đi bắn laser đó, nó mới hết được. Nó hỗ trợ sau sau thẹo cho chị. Sau khi mà chị bắn laser hoặc là lăn kim á, thì cái tinh chất lôi đá đó nó là một loại tế bào gốc, nó sẽ vô bên trong da của chị, nó thẩm thấu vô bên trong da của chị, nó giúp cho da của chị á, nó hồi phục tái sinh những cái tế bào non bên trong nó bọc ra bên ngoài. Ha, sau khi á, những cái laser hoặc là lăn kim nó làm loại bỏ những cái tế bào chết bên ngoài nha. Nhưng mà bị thẹo á, thì bắt buộc mấy chị phải đi bắn laser, phải dùng kỹ thuật máy móc thì nó mới nhanh hết được. Khuyến mãi gì vậy em? Dạ khuyến mãi bộ sản phẩm kem nền trang điểm, phấn nước trang điểm Nicara SPF 50 của Thái Lan. Nguyên một bộ như thế này luôn nè. Sử dụng rất là tuyệt vời. Để trang điểm, để dưỡng trắng da và để che những cái khuyết điểm một cách mỏng manh và tự nhiên nhất. Có chất chống nắng SPF 50 giúp cho da mình sáng đều màu, giữ màu trong vòng 7 tiếng đồng hồ, giữ phấn trong vòng suốt cả ngày và giữ được cái độ ẩm trên da của mình nó từ 3 đến 4 tiếng ha. Mấy chị chỉ có việc mua hóa đơn 2 triệu thôi. Chị Loan Hoàng, em thấy số điện thoại của chị rồi, 883. Chị Hương Ngọc 337. Chị Ngọc Dung, em thấy số 640 rồi của chị rồi. Chào chị Hồng Hạnh. Những chị nào để lại số điện thoại đặt đơn hàng thì ngày mai bên em sẽ gọi điện thoại lại hết. Và ưu tiên cho những chị nào để lại cái đơn hàng kèm theo số điện thoại đúng cú pháp nha. Bên em sẽ ưu tiên gọi điện thoại trước cho mấy chị đó. Nhưng mà không sao đâu, tại vì chương trình khuyến mãi của em diễn ra tới mấy ngày lận. Mấy chị đợi em xíu ạ. Oh, sorry mấy chị nha. Em ơi, lấy cho chị hộp trắng da. Chị Ngọc Lê, em sẽ giao cho chị cái hộp trắng da. Chị cho em số điện thoại đi ạ. Nãy giờ điện thoại em bị đứng nha mấy chị. Giờ mới vô được. 8 tháng 3 khuyến mãi sao vậy? 8 khuyến 3 thì mình sẽ được khuyến mãi là cái bộ phấn nước Nicara SPF 50 của Thái Lan, nguyên một hộp của nó như thế này luôn nha. Nó sẽ gồm là cái hộp phấn cao cấp kèm thêm cái lõi. Thì mình sẽ sử dụng cái lõi này và cái hộp này thì chắc trong vòng 6 tháng. Và cái hàng này không dưới 400 ngàn đâu. Không mọi người ha, với hóa đơn 2 triệu bất kỳ thì mọi người sẽ mua được cái giá này nha. Mua được cái lấy được cái sản phẩm này trong ngày 8, ngày 9 tháng 3, ngày 10 tháng 3 nữa. Nhưng mà Hải Âu nghĩ rằng mọi người đặt hàng từ bây giờ đi, để Hải Âu sợ tới lúc ngày 10 tháng 3 thì cái hàng nó hết, thì lúc đó đặt hơi uổng. Sợ nó hết sớm á, tại vì chương trình của Hải Âu thường diễn ra nó nhiều khách hàng á, cho nên là cũng hay hết sớm trước dự định lắm. Chị Ngọc Lê ơi, em thấy số 132 đuôi của chị rồi, em cảm ơn chị. Bên em sẽ gọi điện thoại chị và chốt hàng nhanh nhất, trễ nhất là ngày mai mấy chị sẽ được chốt hàng, tại mấy chị là đơn hàng đầu tiên hết á, nên là hàng sẽ đi rất là nhanh. À dạ rồi chị Trịnh Hứa, em thấy số 181 đuôi của chị rồi chị Ngọc. Em ơi, giờ dùng giảm cân loại nào tốt? Chị Hạnh Dương ơi, chị muốn giảm bao nhiêu kg chị? Nếu mà loại tốt á thì chị dùng cho em cái đào coffee này đi, nó vừa có collagen và nó là cái sản phẩm giảm cân, nó khá là tốn tiền một chút, 750 ngàn một hộp, nó chỉ có 10 gói thôi nhưng nó cực kỳ tốt. Nếu mà nói về tốt thì cái loại này nha. Hoặc là cái bột trái cây thì nó mềm tiền hơn một chút, nhưng mà không phải bởi vì cái chất lượng nó kém hơn mà là bởi vì nó có nhiều sản phẩm bên trong đây hơn. Nó là 900 ngàn nhưng mà nó có tới 15 gói đó. Thì hai cái hàm lượng trong cái giảm cân này đều như nhau, thì mấy chị có thể sử dụng qua hai cái dòng sản phẩm này, mình dùng cái nào cũng được.
cho mình hộp lôi đó và 5 miếng mặt nạ trắng da. Dạ, dạ đủ 2 triệu chị Long Hoàng, chị cho em thêm số điện thoại nha. Mấy chị vui lòng khi mà đặt hàng có nhớ kèm thêm số điện thoại giúp em nha. À, cho nó nhanh để em kiếm cái đơn hàng của mấy chị cho nó nhanh. Ngày mai nhân viên của em đi làm á sẽ chốt đơn hàng và gửi hàng cho mấy chị liền. Mấy chị là đơn hàng đầu tiên, yên tâm ạ. Em sẽ lưu lại những cái thông tin ngày hôm nay để sáng mai chốt đơn hàng cho mấy chị hết. À, chương trình của 8 tháng 3 sẽ là một bộ Nicara SPS 50, gọi là phấn nền, nó từ phấn nước á, nhưng mà nó thay cho phấn nền luôn, mình dùng một loại này thôi. Nó sẽ che phủ hết tất cả những cái khuyết điểm trên da của mình. Ngoài ra có vitamin B, nó làm cho da mình trắng lên, nó nuôi dưỡng từ bên trong, có chất chống nắng SPS 50. Và đây là hàng tốt nhất của Thái Lan mọi người nha. Nó còn giữ được độ ẩm rất là cao. Đối với những chị nào có nếp nhăn trên da mặt á, khi sử dụng lên cái bộ sản phẩm này lên á, nó giúp cho che phủ hoàn toàn những cái nếp nhăn trên da mặt luôn và sẽ không thấy gì hết. Nó sẽ giữ được màu trong suốt cả ngày cho đến khi mấy chị rửa mặt. Thì hóa đơn đúng 2 triệu mấy chị sẽ được tặng một cái bộ sản phẩm như thế này mà mình sử dụng được trong 6 tháng. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 10 nhưng mà có thể sớm hơn, nên là bây giờ mấy chị đặt từ bây giờ nó sẽ hay hơn nhé. À, chưa sanh em bé, không vấn đề là sanh em bé, miễn chỗ đó nó rộng ra thì mình đã uống xe khích được rồi nha chị. Tư vấn cho chị sản phẩm xe khít. Cái sản phẩm xe khít đó là một bộ của nó là 1.100.000 và nó có đúng 30 viên thôi. Và đối với cái sản phẩm này mình chỉ sử dụng đúng 30 viên, mỗi ngày một viên, thì đúng 30 ngày thì mình dừng lại và nó sẽ xe khít từ 70-80% cho mấy chị và rất là tốt cho cái sức khỏe của mình. Thì vài năm sau nó rộng tiếp thì mình sử dụng tiếp. Cái này không có kể là sinh xong hay là sinh chưa hay là chưa sinh, miễn là nó rộng thì mình có thể sử dụng được rồi. Và tất cả những cái thành phần bên trong cái Antelwin viên uống xe khít âm đạo này á là nó từ thảo dược hết. Chỉ có thảo dược nó mới có khả năng xe khít lại cái âm đạo của mình thôi. À, đây nha mấy chị, dùng 1.100.000 và dùng đúng một hộp. Cái này thì nó lại không giống như những cái sản phẩm dưỡng da không cần mình dùng nhiều. Mấy chị để lại số điện thoại cho em nhé, để ngày mai bên em chốt đơn hàng và giao hàng cho mấy chị. Mấy chị là ai vậy? Bây giờ không thấy ai dưới đó hết á. Dạ chị Nga Trương, em có thấy chị đặt hàng rồi chị. Dạ em thấy số điện thoại 659 đưa của chị hồi nãy luôn rồi chị, cảm ơn chị ạ. Có thấy chị đặt hàng chưa chị Tùy Nguyễn? Dạ em thấy rồi ạ. Cho chị hai hộp Antelwin. Chị Hảo Ảo cho em thêm số điện thoại của chị nha, sáng mai em sẽ chốt đơn hàng cho chị. Uống loại nào cho tốt cho tóc hả em? Về tóc thì em lại không có sản phẩm tốt cho tóc, bên em là chuyên về da. Nhưng mà về tóc á, thì khi mà chị có một cái hàm lượng collagen với vitamin bên trong cơ thể mình tốt rồi thì tóc chị mọc ra nó cũng sẽ rất là khỏe. Nhưng mà tóc thì mình phải dưỡng nhiều cái lắm. Nhờ để mà tóc đẹp thì tốt nhất tránh xa những cái hóa đơn hàng 2 triệu là được nhận hộp quà chị ơi, 2 triệu. Mình đặt 2 lần có được 2 phần quà không? Dạ được chị. À, chị đặt trong một cái đơn hàng 4 triệu cũng được 2 phần quà rồi chị. Miễn là cứ 2 triệu một phần quà chị nhé. Cho em một viên uống nở ngực lọ to, kem bôi nở ngực. Bạn Hoa Vũ của bạn là 1 triệu kem bôi. Nó gần được 2 triệu rồi đó. Bạn chị Hoa Vũ chị mua thêm cái gì để được 2 triệu để mà tặng cái bộ phấn nước này luôn đi chị ơi, rất là tốt ạ. Rất là đẹp, em đang dùng trên da của em nè. Nuôi dưỡng da của mình từ vitamin, giúp chống lão hóa, chống nhăn da nữa, rất là tốt.
Phụ nữ mang thai có dùng được Lôi Đắc không? Hoàn toàn được, đang mang thai cho con bú sử dụng rất là an toàn nha. Cái này Hải Âu đảm bảo ha. Bởi vì nó là một cái dòng sản phẩm hiện tại gọi là an toàn nhất, một trong những cái dòng sản phẩm an toàn nhất đến từ thiên nhiên. Nên là bà mẹ đang mang thai và cho con bú vẫn có thể sử dụng Lôi Đắc rất là bình thường nha. Nên sử dụng nữa là chuyện khác. Đợt này có khuyến mãi không? Dạ, chương trình khuyến mãi của em là cứ hóa đơn 2 triệu là mình sẽ được tặng một cái bộ sản phẩm như thế này. Bên trong nó còn kèm thêm một cái lõi. Đây là phấn nước, nó giúp cho che phủ khuyết điểm trong vòng cả ngày, giữ độ ẩm. Và có vitamin bên trong giúp cho da mình sáng lên. Có chất chống nắng SPF 50 rất là cao, giúp cho da không bị ăn nắng. Thêm một cái nữa là nó lên tông trong suốt cả ngày mình sử dụng nha. Còn màu nó lên tông trên da của mình thì tầm 5-7 tiếng. Và đây là cái hàng cao cấp nhất của Thái Lan. Một hộp này mình dùng được 6 tháng với nguyên một bộ luôn á. Chị Thảo Vi Lê ơi, em thấy số 228 đưa của chị rồi, bên em sẽ gọi điện thoại lại chốt đơn hàng cho chị sớm nhất để nhận hàng quà tặng ạ. Cho chị một lọ một hộp đào cà phê nhé. Chị Trịnh Thu Hà cho em số điện thoại đi ạ. Bên em để chốt đơn hàng cho chị để ngày mai giao hàng cho chị kèm thêm bộ quà tặng Nicara SPF 50 này nhé. Ngày mai em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mấy chị cách bôi và sử dụng cái sản phẩm này luôn vào buổi trưa nha. Chị tư vấn giúp em viên uống collagen đi chị Âu. Em bao nhiêu tuổi rồi mộng bình yên? Với cái collagen này thì bao nhiêu tuổi cũng uống được, 18 tuổi trở lên đã có thể sử dụng được rồi. Và đối với cái collagen này, nó gọi là collagen 600, nó chuyên trong cái viên nó chỉ toàn collagen thôi, nó giúp cho những cái da bị lão hóa có khả năng hồi phục lại. Và đặc biệt những cái làn da mà bắt đầu thiếu collagen mình phải cung cấp một cái hàm lượng collagen, không thì cái da mặt mình sẽ bị chảy xệ, rồi nhăn nheo, rồi nó tạo thành những cái rãnh cùi. Nói chung là phụ nữ tầm sau 28, 29, 30 là bắt đầu có rồi. Nhưng mà nên uống từ năm mà 20 mấy tuổi, 18 tuổi là cũng nên sử dụng rồi. Thì sau này mình sẽ không có bị nếp nhăn. Còn nếu như chị em nào mà từ 30, 40 thì sử dụng 2 đến 3 viên một ngày. 40, 50 trở lên nữa thì sử dụng 4 đến 5 viên một ngày nha. Mình có thể sử dụng tối đa 5 viên một ngày. Và ít nhất là 1 viên một ngày. Cái hộp collagen này nhìn nó cũ cũ, tại vì Hải Âu, cái hộp này Hải Âu đang dùng ở nhà nên mở ra mở vô nó hơi cũ. Hộp của mọi người sẽ giao rất là mới và được bọc kính lại đàng hoàng nha. Cái hộp này thì giá là 1 triệu và nó có 42 viên bên trong. Nó giúp cung cấp collagen rất là tốt. Ngồi đây đợi chị xíu nha. Chị ai công việc xíu. Em lấy nước cho chị đi. Chị Thí Lê, em thấy số 568 được. 563 đưa của chị rồi, yên tâm nha, em sẽ chốt hàng cho chị. Chị ơi, uống collagen uống có bị hồi tông không? Đối với cái Antawin á thì em sẽ không có bị hồi tông nếu như em làm như sau. Sau khi em đã trắng rồi, em đừng có ra ánh nắng nhiều. Và nếu như có phải ra ánh nắng mặt trời, em dùng cho chị rất là nhiều kem chống nắng lên ha. Rồi thêm một cái nữa, ngoài cái kem chống nắng ra, em sẽ dùng thêm những cái kem dưỡng ẩm ở nhà. Ví dụ như là cái hũ này, mình dưỡng nhiều thì da của mình nó sẽ mãi mãi nó đẹp nha. Còn hồi tông, nói hồi tông thì chị không thấy chị hồi tông trở lại. Chị Sen Phạm ơi, em thấy số 1803 đuôi, 30 đuôi của chị rồi, bên em sẽ chốt đơn hàng cho chị nha. Cảm ơn chị. Bạn Lý Nguyễn ơi, bạn đang hỏi sản phẩm nào ạ? Làm này bên em tặng quà gì về em? Dạ, bên em sẽ tặng một cái bộ sản phẩm phấn nền, đó là Nicara SPS 50. Bên trong nó sẽ có một cái hộp siêu cao cấp và có thêm một lõi. Thì cái bộ này nó mình sẽ sử dụng trong vòng khoảng 6 tháng mới hết, tại vì nó nhiều lắm trong đây. Và cái phấn nước trang điểm này thật sự ai cũng nên dùng, tại vì nó có rất là nhiều cái yếu tố trong đây. Thứ nhất là chống nắng, thay vì mình dùng kem chống nắng, mình dùng nó làm chất chống nắng luôn. Nó chất chống nắng nó tới SPS 50. Rồi nó còn có một cái hàm lượng vitamin, nó giúp cho khi mình đánh lên không những là che phủ tất cả những cái khuyết điểm trên da, mà nó giúp cho da của mình nó có cái lượng vitamin nhiều nuôi dưỡng của nó suốt cả ngày luôn ha. Nên là nếu như mọi người đặt hóa đơn 2 triệu sẽ được tặng cái bộ sản phẩm này. Và nãy giờ rất là nhiều chị đặt rồi, nãy giờ em cộng lại chắc cũng phải 300 mấy người đặt rồi đó. Nên mấy chị nhanh tay nha. Nếu hết sớm dự định thì em sẽ phải ngưng cái hàng quà tặng. Nhưng mà nói vậy thôi, còn lâu lắm mới ngưng. Chắc là tại vì em làm 3 ngày lận, ngày 8, ngày 9, ngày 10.
Thì chắc ngày 10 em mới sợ nó hết thôi. Mấy chị cứ yên tâm đặt nha. Mai lên cho em đơn hàng hai hộp lôi đáp nha chị. Dạ rồi bạn Kachisu Kachusa gì đó phải không Phạm? Bạn cho mình số điện thoại nha, mình sẽ giao cho bạn hai hộp lôi đáp giá là 3 triệu. Hai hộp lôi đáp 3 triệu, rồi bạn còn 1 triệu nữa bạn mua thêm cái gì để được tặng hai hộp phấn này luôn đi. Tại vì hai bộ này mỗi bộ 400 ngàn, hai bộ là 800 ngàn lận. Bạn còn có chút xíu nữa là bạn này được hai hộp rồi. Hôm nay đặt mua hàng được tặng gì cho chị? Thật ra chương trình quà tặng mình sẽ diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10. Nhưng mà tối hôm nay bạn đặt mình sẽ dời cái đơn hàng gói qua sáng mai chốt đơn hàng và giao hàng cho bạn. Nên bạn vẫn sẽ được hưởng cái ưu đãi của ngày 8 tháng 3. Nên là khách hàng nào đặt từ bây giờ đều được hưởng ưu đãi của ngày mai hết nha. Tại vì giờ cũng sát giờ của ngày mai rồi. Uống xe khích một hộp có tác dụng không Âu? Dạ một hộp là đúng có tác dụng rồi chị, 70-80% rồi chị ơi. Chị Âu ơi, em muốn mua viên uống trắng da thuốc giảm cân vì mình đang 80 kg lận, và Antawin dưỡng da nữa. Số điện thoại mình thấy số 20020 đuôi của bạn Jimmy rồi nha. Thuốc rửa phụ khoa nữa phải không bạn? Bạn yên tâm nha, bên mình sẽ gọi điện thoại cho bạn sớm nhất và chốt đơn hàng giao hàng cho bạn kèm thêm hàng quà tặng. Cứ đúng 2 triệu là được một hộp quà tặng Nicara SPF 50. Ngày mai mình sẽ giới thiệu luôn cách sử dụng và trang điểm cái sản phẩm này. Và buổi trưa mình sẽ báo, em sẽ báo trước cái giờ mà em livestream cho mọi người nhé. Tại vì ngày mai là ngày chính thức nên sẽ hơi hành tráng một chút. Tối nay thì là thông báo trước cho chị em nào đặt đặt sớm để mình khỏi bị lùi qua cái thời gian, cái cơ hội nhận hàng quà tặng. Lỗ chân lông to mình phải làm gì hả Âu? Thật ra rất là nhiều sản phẩm người ta nói với mấy chị là dùng thì lỗ chân lông nó sẽ hết to. Nhưng thực chất cái lỗ chân lông to là bởi cái nang lông của mình. Thì chị phải đi triệt lông mặt hoặc lấy tóc xe lông mặt như cái thời điểm hồi xưa. Sau đó thì mình dùng nước hoa hồng bôi lên. Đó, thì mình sẽ làm phương pháp đó thì nó mới hết được. Nên là đi triệt lông mặt là cách tốt nhất. Mỗi lần triệt thì em nhớ là chỉ có vài trăm ngàn thôi nha. Chỉ có cách đó nó mới hết được cái lỗ chân lông to thôi. Dùng mỹ phẩm rồi sau đó mới chỉ dùng những cái sản phẩm như là eo đáp hoặc lôi đáp bôi lên trên, bắt đầu dưỡng da mặt của mình thì lỗ chân lông nó sẽ khích lại. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải triệt cái lông mặt của mình. Chị Hồng Lu ơi, em thấy số 867 đuôi của chị rồi. Eo đáp á, đây là cái ống mình dùng gần hết, còn cái ống của nó đầy tới đây nha mọi người. Đây là cái ống sản phẩm Hải Âu đang dùng ở nhà. Cái ống Eldad này một ống là 90 ngàn, một hộp của nó là 1,9 triệu, gồm 30 ống bên trong, rất là to. Và cái Eldad này á, là một cái loại tế bào gốc, nó giúp nuôi dưỡng da của mình từ những cái tế bào non đưa ra. Rất là thích hợp cho những người bắn laser, lăn kim, tái tạo da. Rồi có thêm một cái nữa là cái Eldad này giúp cho những cái da khô nứt nẻ sẽ hồi phục rất là nhanh trong vòng 1 tuần. Da khô nứt nẻ và da bong tróc nó sẽ mềm mịn lại ngay tức thì trong vòng 1 tuần nha. Bởi vì nó có độ ẩm cao nên mọi người sử dụng buổi tối hoặc là những cái lúc mà không phải ra đường thôi. Tại vì khi ra đường nó sẽ hơi có dầu một chút, tại vì độ ẩm nó rất là cao nha mọi người. Cái này có thể bôi trên cổ, bôi trên môi được luôn ạ. Chị Thảo Trần ơi, em thấy số 632 đưa của chị rồi, em sẽ giao cho chị hộp Antawin và Lolidas. Cảm ơn chị nha, 2,5 triệu. Em chị hỏi uống Antawin có trị được nám tàn nhang mờ đi không? Trắng da mặt chứ chị nên bôi Lolidas hay uống hơn? Câu hỏi của chị Chiều Tím là Antawin có trị được tàn nhang. Antawin giúp trắng da, điều trị được tàn nhang mờ đi nha chị. Trắng da mặt và cả body luôn á chị. Vì nó là viên uống, những cái gì mà uống vô trong cơ thể thì nó sẽ tác dụng toàn cơ thể của mình. Chị nên bôi lôi đáp hay uống hơn? Nếu chị có điều kiện chị dùng cả hai, em vừa uống vừa bôi luôn á chị. Nếu chị có điều kiện thì chị dùng cả hai và nó sẽ rất là tốt. Chị dùng trong vòng 3 tháng chị sẽ thấy cái da mình cải tạo rất là tốt. Dạ bạn Bình Yên, mình thấy bạn đặt hàng gì ạ? Jimmy ơi, mình thấy số 020 đuôi của bạn rồi. Mình sẽ gọi điện thoại để chốt đơn hàng cho bạn sớm nhất. Cảm ơn bạn. Chị Ngọc Quyên, em thấy số 972 đuôi của chị rồi, bên em sẽ gọi cho chị. Chào bạn Minh Thư. Mai chị điện cho nhân viên em lấy hàng, mấy giờ mới điện được? Bắt đầu mấy bạn đi làm từ 8 giờ nhưng mà 9 giờ chị gọi đi cho nó chắc. Số hotline của em đó là 0869199014 chị nha. Hoặc là mấy chị để lại số điện thoại thì bên em mai cũng gọi cho mấy chị được nha.
Tại vì đơn hàng thì bắt đầu từ tối nay, thì sáng mai mấy chị là đơn hàng đầu tiên á, nên là chắc chắn sẽ gọi lại vào sáng mai, trễ nhất là sáng mai. Chị Ngọc Nguyên ơi, em thấy số 972 đuôi của chị rồi, bên em sẽ gọi điện thoại ngày mai chốt đơn hàng cho chị. Cảm ơn chị. Bao nhiêu tiền một hộp trắng da, giá 1 triệu chị ơi? Giá 1 triệu nha chị. Chị Âu ơi, em muốn được chị tư vấn. Bạn Jimmy ơi, bạn cứ hỏi đi, mình đang ở đây tư vấn cho bạn nè. Uống bao nhiêu hộp Antoine thì lên tông hả chị? Bạn uống trong vòng 3 tháng thì nó sẽ lên tông hẳn cho bạn luôn á. Còn ngày qua ngày thì cái tông da của bạn nó sẽ thay đổi. Dạ chào mấy chị. Chương trình khuyến mại của bên em đó chị Thảo Vi, đó là chị mua hóa đơn 2 triệu với sản phẩm bất kỳ thì chị sẽ được tặng một cái bộ phấn cao cấp nhất của Thái Lan, đó là Nicara SPF 50. Thì cái bộ sản phẩm này nó có bề ngoài như thế này. Cái hộp bên trong nó sẽ có cái hộp sản phẩm và kèm theo cái lõi. Thì cái bộ sản phẩm này chị sẽ sử dụng được trong 6 tháng, nó là cái lõi cái hộp phấn nước. Nó giúp cho da chị che phủ tất cả những cái khuyết điểm trên da, và nó có vitamin nuôi dưỡng da, trắng da lên ha. Và chất chống nắng SPF 50, ngoài ra còn có chất dưỡng ẩm, nó dưỡng cho da mình ẩm lên từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ, giữ tông màu nguyên suốt cả ngày chị nha. Cứ hóa đơn bất kỳ 2 triệu. Chương trình diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10, nhưng mấy chị đặt hàng từ bây giờ là được rồi ạ. Chị Thanh Hoa, lý do tại sao chị bị nám à? Hai hộp khuyến mãi có dùng cái nào trước vậy? Chị ơi, dùng cái này trước chị ơi, sau khi dùng hết rồi mình mới bỏ cái hở lõi vô. Còn bình thường là mình dùng trong cái này chị nha. Lấy cái bông ra và chấm chấm lên đây, sau đó mình chấm trên mặt của mình rất là đơn giản như vậy, tán đều nó ra. Chỉ vậy thôi ạ. Khi nào hết thì mình thay cái lõi vô thôi. Thật ra nó dễ lắm, mấy chị cầm trên tay mấy chị sẽ tự biết là thay lõi như thế nào luôn. Cho mình hỏi, da mình xài Loredap bị nổi đỏ trong 1 đến 2 hộp đầu tiên đúng không, phải không chị? Chị đang bị nhiễm trì hoặc corticoid hoặc là một số cái chất mà không ổn định trên da. Ví dụ như là dùng những cái mỹ phẩm trước đây mà nó có nhiều hóa chất á, thì trong cái thời gian 1 đến 2 cái ống đầu tiên nó sẽ hút ra những cái hóa chất đó trên da của chị. Nên là một vài người mà bị nhiễm hóa chất thì họ sẽ nổi đỏ, ửng đỏ chút xíu hoặc là bị sạm màu da đi chút xíu ha. Thì sau đến ống thứ ba, thứ tư nó sẽ trở lại bình thường. Chị ơi, sao em không thấy tư vấn giảm cân cho chị? Chị Trinh Trần ơi, hồi nãy em có hỏi là chị muốn giảm bao nhiêu kg mà. Tại vì dựa trên cái số kg chị giảm á, bên em có tới 4 dòng sản phẩm giảm cân. Thì dựa trên cái số kg chị muốn giảm á, em sẽ tư vấn cho chị một cái dòng sản phẩm giảm cân thích hợp với chị nhất. Jimmy Hải Âu thấy, em mới sinh em bé uống thuốc giảm cân được không? Được như bạn Ngọc Lê. Nhưng mà với những cái sản phẩm giảm cân hay là làm đẹp uống vô trong cơ thể á, bạn phải ngưng cho bé bú rồi bạn mới nên sử dụng nha. Mà mình không có khuyến khích bạn ngưng cho bé bú đâu. Bán được hàng thì vui nhưng mà mình không có khuyến khích như vậy. Tại vì sữa mẹ là tốt nhất cho em bé, nên mình khuyên bạn là cho bé uống trước đã, uống sữa sau đó mình làm đẹp sau bạn nha. Với lại trong cái quá trình bạn cho con uống sữa bằng từ ngực của bạn á, thì nó cũng sản sinh ra một cái số chất, nó làm cho cái mỡ của bạn nó dễ tan chảy hơn nữa nha. Đó là khoa học nói đàng hoàng nhé. Chị đặt một hộp lôi đá, một chai rưỡi phụ khoa, hai miếng mặt nạ. Dạ đủ rồi đó chị. Antingo 2 triệu, lôi đá là 1 triệu rưỡi.
Chị còn thiếu 10 ngàn nhưng không sao, em tính là đủ luôn cho chị nha anh Tiên Ngô. Cho em số điện thoại của chị đi ạ. Hải Âu nước hoa vùng kính bao nhiêu bạn? Dạ 550 ngàn chị ơi. Em đã đặt hàng 2 hôm trước rồi nhưng chưa thấy gọi. Bây giờ đặt lại 2 hộp với Hoa Thu Vinh. Bạn Tuyết Ngọc ơi, vậy thì mình sẽ tính cho bạn đơn mới. Nếu chưa ai gọi bạn á thì rất là hay cho bạn, là bởi vì mình sẽ tính qua cho bạn cái đơn mới. Bạn sẽ được tặng một cái bộ Nicara này ha, trị giá 400 ngàn nha bạn. Cảm ơn bạn nhiều. À, bạn Thanh Hoa Nguyễn ơi, lý do tại sao bạn bị nám ạ? Nếu bạn bị nám trong máu mình sẽ tư vấn bạn cách uống, còn nếu như bạn bị nám ngoài da thì mình sẽ tư vấn cho bạn cách dùng sản phẩm ạ. Nên là bạn cho mình biết lý do bị nám được không ạ? Hôm nay hóa đơn bao nhiêu được khuyến mãi em? Dạ 2 triệu là được khuyến mãi chị. Chị ơi em muốn tư vấn giảm cân. À, Ngọc Trần bạn muốn giảm bao nhiêu kg ạ? Địa chỉ cũ nha em. Dạ rồi chị Nguyễn Hiền, em sẽ gửi về địa chỉ cũ cho chị. Cảm ơn chị. Chào chị khách quen của em. Mà hôm nay chán quá. À, vậy hả chị? Dạ. Dạ chị Hồng Gấm em thấy chị Loan em thấy chị. Đặt hàng rồi mai chuyển cho chị nhé. Dạ rồi chị Thu Hà, mai em sẽ chuyển hết cho mấy chị nha. Chị Trang Bông nữa nè. Dạ không, hôm nay quà là phấn thôi nha chị. Một loại thôi. Chị Hồng Lu ơi, chị cần em tư vấn gì ạ? Chị tư vấn lôi đáp giùm em. À, sản phẩm lôi đáp nó điều trị cho bạn, nó giúp da bạn trắng lên, nó điều trị thâm nám, tàn nhang nồi mồi, và một cái yếu tố nữa là nó giúp cho da bạn chống lại những cái nếp nhăn và lão hóa rất là tốt. Giá là 1.500.000 một hộp gồm 4 ống to đùng như thế này, mình sử dụng được trong 2 tháng nha. Mỗi ngày mình chỉ việc bôi lên trên da mặt thôi. Hồi nãy Hải Âu có bôi rồi. Hải Âu sẽ thử lại bôi trên trán cho mọi người xem. Bôi vào 8 đều ra, hồi nãy em bôi hai bên má rồi, nên Hải Âu sẽ bôi trên trán cho mọi người xem thôi. Bôi nhiều quá rất là phí. Vì dòng sản phẩm này nó rất là cao cấp, nó cũng không có nhiều bên trong đâu, nên là mọi người dùng vừa phải thôi. Rồi chỉ như vậy thôi, mọi người sẽ làm như vậy hết cái da mặt của mọi người một ngày 2 lần thì cái nám của mọi người nó sẽ hết nha. Còn nám trong máu thì mấy chị phải uống những cái chất lọc máu nha. Dạ Jimmy, Hải Âu thấy, nãy giờ Hải Âu có trả lời của Jimmy rồi. Chị nào mà không thấy Hải Âu trả lời á, không sao, ngày mai khi mà lên công ty Hải Âu sẽ gọi điện thoại lại cho mọi người hết. Tại vì trong một lúc đó, rất là nhiều khách hàng, mà những cái lúc khuyến mãi này thường là có tới 1-2 ngàn khách hàng, là Hải Âu trả lời không có kịp á. Em này chị muốn giảm cân mà không bị tăng trở lại. Vậy thì chị phải uống cái đầu coffee mỗi ngày thì cái cân nặng của chị nó sẽ không tăng trở lại. Nó vừa là một cái sản phẩm chị thưởng thức mà vừa là một cái sản phẩm nó giúp cho chị giữ cân nặng rất là tốt. Chị uống một ngày một gói thay cái cà phê bình thường, nó có vị cà phê sữa rất là ngon. Thì chị uống một ngày một gói thì cái cân nặng của chị đã giảm rồi, nó sẽ không có lên lại. Với lại cái chế độ ăn của chị đừng có ăn nhiều tinh bột, ăn rau củ quả nhiều lên cho em, nó sẽ giữ được cái cân nặng của chị. Với lại mấy chị nào mà không giữ cân nặng từ bây giờ á thì càng lớn tuổi á nó sẽ phát phì ra nha. 550 chị Phương Loan ơi. Chị Nhật Linh em thấy số 550 đuôi của chị rồi, bên em sẽ giao hàng cho chị. Cảm ơn chị nha. Mấy chị lưu ý là hóa đơn 2 triệu thì mình mới được tặng hàng quà tặng nha. Mình đặt hộp kem body 500, một chai nước hoa rửa phụ kho, một hộp lôi đáp. Chị Tho Kim ơi em thấy số 127 đuôi của chị rồi, em cảm ơn chị ạ. Ngày mai bên em sẽ gọi điện thoại cho chị để chốt đơn hàng giao chị sớm nhất nha. Cảm ơn mấy chị. Mấy chị là những khách hàng đầu tiên. Kem trắng da mặt bao nhiêu em? Nó không phải là kem trắng da mặt, nó là một cái dòng tinh chất tế bào gốc dưỡng trắng da, là cô nó tên là lôi đáp, nó dưỡng trắng da ha. Ông ơi có thấy số điện của chị không? Em thấy của chị My Phương Trần, em thấy số 033 đuôi của chị rồi. Chị mới coi mua hóa đơn bao nhiêu được tặng quà. Chị Nhi Quỳnh ơi, hóa đơn 2 triệu sẽ được tặng một hộp quà tặng nha chị. Chị Nhung Hồng em thấy số 9571 951 đuôi của chị rồi, bên em sẽ gọi điện thoại chốt hàng cho chị.
Cảm ơn chị. Chị Âu ơi, thấy số điện thoại của em chưa? Chị Mai Hải Âu thấy rồi. Trịnh Trang 699 Hải Âu thấy rồi nha. Diễm Phương, hóa đơn 2 triệu mình sẽ được tặng một cái hộp quà tặng Nicara. Cái này gọi là dòng phấn dưỡng, nó chứa chất SPF 50 và dưỡng trắng da cho mình ha, che phủ tất cả những cái khuyết điểm trên da của mình, trị giá 400 ngàn nha. Em tư vấn về sản phẩm trị nám nhé. Dạ, cái dòng trị nám á, thì đơn giản là mỗi ngày mình bôi trên da của mình một ngày hai lần như thế thôi thì nó sẽ hết cái nám. Tuy nhiên nếu như nám của chị trong máu á, chị phải uống thêm trà atiso hoặc cây chó đẻ, nó sẽ lọc máu cho cơ thể của chị ha. Một ngày uống nhiều lên thì da của chị nó sẽ hồng hào. Và nếu như chị nào đã bị trong máu rồi thì mình dùng cái sản phẩm bên ngoài nó chỉ đỡ một phần thôi. Cái quan trọng là mình phải bắt mạch được là cái da của mình vẫn có vấn đề gì. Thì đầu tiên là nếu mà chị biết chị bị trong máu thì chị lọc máu, vừa lọc máu vừa sử dụng cái bộ này cho em nha. Còn chị nào bị về da thôi thì dùng cái này một thời gian nó sẽ hết, không cần lọc máu ha. Dạ, chương trình quà tặng của mình em vừa nói xong rồi chị Thanh Tuyền ơi. Thôi để em nhắc lại nha. Cái chương trình quà tặng của mình sẽ gồm một cái bộ phấn nước, nó tên là Nicara. Đây là bộ phấn nước che phủ siêu mịn trên cái da của mình, kiểm soát độ nhờn và độ bóng dầu của mình trong suốt 12 tiếng đồng hồ ha. Giữ được cái tông trong vòng 7 tiếng và giữ được độ ẩm trong vòng 3 đến 4 tiếng. Trong cái sản phẩm Nicara phấn phủ này, nó là dòng phấn nước á, nó giúp cho che đi tất cả những cái nếp nhăn. Nếu mà chị nào có nếp nhăn thường đánh phấn sẽ thấy lộ vân. Riêng cái sản phẩm này khi mấy chị đánh lên không thấy lộ vân bởi vì nó là phấn nước. Cái thứ hai là sản phẩm này chứa một cái hàm lượng vitamin, nó giúp cho trắng da và có chất chống nắng SPF 50. Nên nó gọi là một cái dòng sản phẩm cao cấp. Ngoài cái trong cái hộp này thì nó còn chứa một cái lõi nữa. Sau khi sử dụng hết cái lõi bên trong cái hộp này, mấy chị chỉ cần thay lõi thì mấy chị sẽ sử dụng được trong vòng khoảng 6 tháng. Nha. Thuốc nở ngực là 500 ngàn gần 30 viên em nhé. Thêm cho chị nước rửa phụ khoa nữa nha. Chị Việt Trương, em sẽ thêm cho chị một chai nước rửa phụ khoa nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Jimmy, bên em sẽ tư vấn cho chị vào ngày mai. Cảm ơn chị ạ. Cho chị bộ lôi đáp và 5 miếng mặt nạ nha. Dạ đủ, hóa đơn 2 triệu. Cảm ơn chị. Em thấy số 337 của chị Hương Ngọc rồi nha. Chương trình khuyến mãi của mình bạn có thể đặt từ bây giờ luôn rồi. Hải Âu sẽ giữ cái đơn của bạn vào ngày mai. Ngày mai thì nhân viên của Hải Âu đi làm á, bên công ty sẽ chốt đơn cho mọi người. Nhưng mà Hải Âu sẽ giữ đơn cho mọi người từ bây giờ luôn ha. Chương trình diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 3 năm 2018 nha. Dạ chị Nguyễn Hạnh, em thấy chị ạ. À? Chị cần em tư vấn gì không? Chị muốn mua collagen. Em thấy số 82 năm đuôi của chị Nhi Quỳnh rồi. Em sẽ giao cho chị một cái hộp collagen nha. Em đặt một hộp Lodap và Antawin nha chị. Dạ bạn Thảo Trần, mình thấy số 632 đuôi của bạn rồi. Mình sẽ giao cho bạn một Antawin và một hộp Lodap là 2.500.000 nha bạn. Cảm ơn bạn. Chị Bích Ngọc, em thấy số 178 đuôi của chị rồi. Chị Ngọc Nguyệt, em thấy số 295 rồi. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Tối nay mấy chị đặt hàng nhiều quá ta. Bị nám ngoài da mình xài lôi đó nó sẽ hết nha. Một ngày bôi hai lần trên mặt là nó sẽ hết nha bạn. Em ơi, da mặt chị đang bị tổn thương, bị thâm nữa. Chị Đào Hà ơi, chị có thể nói rõ cái nguyên nhân tại sao chị bị tổn thương và bị thâm không? Và quan trọng chị để lại cho em thêm số điện thoại nha. Bên em sẽ gọi điện thoại lại tư vấn cho chị rõ hơn. Với lại khi mấy chị nói lý do bị nám hay lý do bị thâm, mấy chị nói cho em là do ánh nắng hay là do trong máu thì em sẽ tư vấn chị mấy chị cái cách nó thích hợp nhất nha. 3 tháng là bao nhiêu một hộp Antocin? Một hộp thì có 40 viên tùy theo cái lượng chị uống, và uống nhiều nhất là 5 viên, ít nhất là 1 viên chị nha. Một hộp nó có 40 viên ạ. Dạ em thấy đơn đặt hàng của chị rồi chị Tuyết Ngọc. Em thấy số 125 đuôi của chị rồi, em cảm ơn chị. Mình vừa uống giảm cân vừa uống trắng da lại uống vậy mình mua những sản phẩm đó sử dụng cùng lúc được không? Chị nên sử dụng mỗi sản phẩm cách nhau ra 2 tiếng đồng hồ để cái này nó thẩm thấu rồi đến cái kia nó thẩm thấu nha chị.
tất cả những cái sản phẩm bên em đều đạt được cái độ an toàn rất là cao. Và em thông báo với chị là cái lượt like chính chủ của bên em là hiện tại là 150.000 khách hàng like, follow rồi nha chị. Mấy chị nào mua hàng thì nhanh tay để lại cho em số điện thoại, bên em sẽ chốt hàng, giao hàng cho mấy chị vào ngày mai để được nhận hàng khuyến mãi ạ. Hôm nay em sẽ lưu ý tới những cái đơn hàng đặt trước nhé. Ngày mai em sẽ vừa thông báo với chương trình khuyến mãi, vừa sử dụng sản phẩm và vừa tư vấn cho mọi người rõ hơn cách sử dụng từng cái sản phẩm. Chào Hải Âu, cho chị đặt một hộp mặt nạ vitamin C 900 cao một hộp, ngâm âm đạo một hộp, rửa phụ khoa thêm một hộp, thêm âm đạo là hai hộp. Chị Hồng Hạnh, cho em số điện thoại đi ạ, em sẽ giao hàng cho chị. Bên chị ngoài đào coffee và idol còn loại khác nữa không? Bên chị có cái sản phẩm viên uống giảm cân của bệnh viện Thái Lan, thì cái sản phẩm này là 600 ngàn, gồm 30 viên, mình sử dụng được 30 ngày. Sản phẩm này giảm được 2 đến 3 kg trong vòng 1 tháng nha. Chị Vân Trương ơi, em thấy số điện thoại của chị rồi, 675, bên em sẽ gọi điện thoại lại cho chị ạ. Cảm ơn chị. Bên chị ngồi em lấy cho chị một đào coffee, một thuốc nở ngực. Em thấy số 980 được của chị rồi. Bên em sẽ giao hàng cho chị. Thuốc nở ngực là 980, một hộp đôi đắt là 1 triệu 500 chị nhé. Chị ơi, em cần tư vấn da em bị mụn cám, mụn đầu đen, em xài trị mụn của Pháp xài lôi đắt được không á chị? Em có thể kết hợp hai dòng sản phẩm chung với nhau, nhưng mà tuy nhiên một tuần đầu tiên khi em bắt đầu sử dụng lôi đắt, em chỉ sử dụng lôi đắt thôi. Sau một tuần đó em có thể dùng kết hợp với bất kỳ sản phẩm nào cũng được em nhé. Những chị nào mà em không kịp trả lời á, mấy chị cho em số điện thoại, bên em sẽ gọi điện thoại lại tư vấn nha. Tại vì trong một lúc em có rất là nhiều khách hàng, em không kịp trả lời mấy chị á. Lấy cho chị một nước rửa phụ khoa. Dạ chị Lạc Dương, cho em số điện thoại nhé. Chị ơi, em muốn giảm 5 kg. Em dùng đào coffee đi. Đào coffee thì một tháng em giảm được 5 kg. Nếu cơ địa mà em mở cứng lâu năm, em dùng 2 gói một ngày. Còn cơ địa bình thường em dùng 1 gói một ngày ha. Thì trong vòng một tháng em sẽ giảm từ 5 tới 7 kg. Hồi nãy có bạn mới dùng có 2 gói thôi, 2 hộp thôi mà giảm được 5 kg rồi đó. Chị Nhung Nguyễn Thị, em có nhìn thấy chị Nguyễn Hiền, em thấy 317 đưa của chị rồi, chị lấy 2 hộp Anthowin. 2 hộp Anthowin là 2 triệu. Cảm ơn chị. Dạ, đấy không trắng quay hay sao ý. Hiện tại số lượng follow trên fan của Hải Âu trang chính chủ là 1.500, 150.000 người. Còn những trang còn lại là trang giả mạo Hải Âu hết nha. Chị đặt 2 hộp collagen 600 em thấy chị không? Dạ thấy chị Ori, cho em số điện thoại đi ạ. Em sẽ giao chị 2 hộp collagen 600. 10 phút nữa thì em sẽ kết thúc cái livestream ở đây. Hết giờ livestream của em thì mấy chị tranh thủ đặt hàng nha. Để sáng mai em chốt đơn hàng giao cho mấy chị đơn hàng sớm nhất ạ. Kèm thêm hàng quà tặng vào của ngày 8 tháng 3. Hôm nay thì bạn Tuyết Nguyễn, Tùy Nguyễn, mình thấy số 903 đôi của bạn rồi, ngày mai mình sẽ giao hàng cho bạn. Cảm ơn bạn, cho chị 2 hộp trắng da nhé. Chị Hồng Thúy, em thấy số 856 đôi của chị rồi, em sẽ giao cho chị 2 hộp trắng da vào ngày mai. Chúc mấy chị ngày 8 tháng 3 vui vẻ nha. Toàn thấy chị đọc phản hồi ở đâu không biết, chị nhiều khách quá chị đọc không kịp á. Bạn Ngọc Trâm Lưu thông cảm cho chị nha. Một hộp lôi đát 5 miếng mặt nạ. Ái Xuân Hứa, chị cho em số điện thoại nhé. Hóa đơn của chị 2 triệu. Thi Thi, em thấy số 870 đuôi của chị rồi, bên em sẽ gọi điện thoại chốt đơn hàng cho chị. Cho 2 cà phê nước hoa. Chị Hằng Hằng ơi, cho em số điện thoại. Một lúc nào đó em cũng sẽ bán hàng kiểu này.
lớp người ta đặt mua kiến à, quần áo à. Ngồi trả lời không hết luôn. Cho hai cà phê và nước hoa chị Hằng Hằng Trần. Cho em xin số điện thoại, em sẽ giao cho chị hai hộp cà phê và một chai nước hoa, em cảm ơn chị. Chị có thấy em không vậy? Hồng Phương Lê, chị có thấy em? Mình mua hai hộp trắng da thì được khuyến mãi gì không? Chị sẽ được khuyến mãi một cái bộ phấn nước tên là Nicara. Nó là gọi là BB cream, nó giúp cho da chị nó che phủ tất cả những cái khuyết điểm trên da và nuôi dưỡng trắng da, có chất chống nắng SPF 50. Cái hộp của nó là sẽ như thế này. Bên trong ngoài cái hộp này thì nó sẽ có một cái lõi để thay thế nữa nha. Khi mà mấy chị mua hóa đơn 2 triệu sẽ được tặng trong dịp ngày 8 tháng 3. Kem đó dưỡng ban đêm hay đánh hàng ngày? Đánh hàng ngày ban đêm gì cũng được hết chị Quý Ngân. Chị lấy một hộp Eldad thì có được tặng một bộ phấn không em? Đúng 2 triệu chị Phương Loan. Eldad, một bộ Eldad chỉ có 1.500.000, chị đặng thêm cái gì 500 nữa nha. Da em có lỗ chân lông to, mụn cám nhiều với nếp nhăn, cái loại nào ok chị? Lỗ chân lông to mình phải đi triệt lông, đó là sự thật. Thường những cái sản phẩm họ bán cho bạn, họ sẽ nói là dùng sản phẩm của họ sẽ thu nhỏ được lỗ chân lông, nhưng mà nó chỉ có chút xíu thôi. Bạn nên đi triệt lông mặt hoặc là xe lông mặt. Còn mụn cám thì bạn phải đi lột mụn cám. Bên mình không có sản phẩm dành cho bạn rồi. Nhưng mà sau khi bạn lột mụn cám và xe lông mặt xong, bạn có thể thử qua cái Lolidot này để dưỡng da cho trắng lên và đẹp nha. Em muốn tư vấn sản phẩm trị nám. Trên tay Hải Âu cầm là một cái sản phẩm điều trị nám rất là tốt, tên là Lolidot. Ha, chị Thanh Hoa Nguyễn, giá 1.500.000, nó có 4 ống như thế này. Mỗi ngày chị bôi trên da mặt chị khoảng 2 lần, nó sẽ điều trị cái nám của chị nha. Nám, tàn nhang, đồi mồi nó sẽ được điều trị hết. Chị Hoàng Dương, em thấy số 7772 đuôi của chị rồi, bên em sẽ gọi điện thoại chốt đơn hàng cho chị. Chị Lý Khả Ái, chúc chị ngày 8 tháng 3 vui vẻ, cảm ơn chị chúc em. Em đọc nhiều quá, em không kịp thời gian giỡn với mấy chị, thông cảm em nha. Lấy chị một lôi đáp và một phấn che khuyết điểm. Phấn che khuyết điểm là em tặng cho chị khi chị mua hàng của em, hóa đơn là 2 triệu. Nên em không có bán cái này, chị mua cái gì thêm 500 ngàn nhé. Chị đang dùng Lodidot rồi, chị mua thêm một hộp collagen uống cho chống nhăn da đi. Cái hộp collagen này là 1 triệu. Mọi người lưu ý là hóa đơn 2 triệu sẽ được tặng một hộp phấn che phủ khuyết điểm tối ưu nha. Chị giá 400 ngàn. Chị Âu ơi, em lấy 5 collagen được giá sỉ phải không ạ? Vậy có khuyến mãi phấn không? Khi bạn lấy giá sỉ thì sẽ không được khuyến mãi phấn ạ. Hộp uống nở ngực bao nhiêu vậy chị? 500 ngàn một hộp gồm 30 viên em nha. Nhung Lê, mình thấy số 3111 của bạn rồi, mình sẽ chốt đơn hàng cho bạn. Tuyền Nguyễn ơi, chị thấy số 903 đuôi của em rồi, cảm ơn em. Lấy cho chị hai hộp trắng da. Em thấy số 7772 đuôi của chị rồi, em cảm ơn chị. Hoàng Dương, em sẽ giao hàng cho chị sớm nhất. Cho chị một lôi đáp và một bộ tấm trắng. Chị Trinh Trang ơi, em sẽ giao cho chị một cái lôi đáp và một tấm trắng. Chị cho em số điện thoại ạ. À. Em thấy số 699 của chị rồi, em cảm ơn chị. Mấy chị đặt hàng bằng cách là cú pháp như sau, để lại số điện thoại và cái mặt hàng mấy chị muốn mua nha. Bên em sẽ liên hệ với mấy chị sớm nhất trong ngày 8 tháng 3 để tặng quà cho mấy chị. Bây giờ thì em hết chương trình livestream của mình ở đây rồi. Thì ngày mai em sẽ tiếp tục livestream cho mấy chị vào giờ trưa ngày mai. Em sẽ vừa tư vấn vừa kiểm tra tất cả những cái đơn hàng của mấy chị trong ngày mai. Thì hiện tại chị nào đặt hàng cho ngày 8 tháng 3 và để được tặng một cái hộp phấn nước trang điểm cao cấp Nicara SPF 50 này, thì mấy chị nhanh tay để lại số điện thoại cho em trong phần inbox cũng được, hoặc là gọi vô hotline của em, đó là 0869199014 vào ngày mai mấy chị nhé. Và chúc mấy chị có ngày mai có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, và hẹn gặp lại mấy chị trong ngày mai nha. Em thấy hết số điện thoại của mấy chị á, nhưng mà em đọc không hết á mấy chị ơi, em thấy dài lắm. Em thấy hết á, bên em sẽ kiểm tra đơn hàng và giao hàng cho chị mấy chị sớm nhất nha.
Hẹn gặp lại mấy chị trong chương trình ngày mai. Bye bye mấy chị.